Hello em, và chào mừng quay trở lại với channel của Sĩ Z. Thì tháng sau à? Để tạm thời làm vậy đã. Đánh gì bây giờ, đánh gì bây giờ? Mỗi view 2 à? Mỗi view 2 mình không tự tin lắm nhỉ? Đấy, không quá khỏe đâu nhưng mà... nhưng mà tận 12 vàng hay mình liều một phát không anh em? Xong trận này mình vẫn bán được hết đi, mình mua lại được. Liều tí đi bởi vì... đánh chuỗi thắng cũng uy tín, thắng được thì uy tín. Vui cũng không sao. Mình muốn thắng hơn em. Ba nô mạng nó khỏe rồi, yếu lắm. Hai vàng đó, nếu mà giả sử trận này thua mình bán hết đi vẫn đang 30 vàng bình thường, khác gì. 1 2 3 4 5 6 7 gần được. Để mình phát lại đi. Cái này chắc là mình sẽ đánh cung, làm trận cung xong rồi mình có thể mình thích mình xoay từ cung sang pháo thủ được. Mình chưa làm được trận nào mà thử xoay kiểu nửa 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 ấy. Mình thích mình có thể xoay được hay trận nó flexible tí, flex flex pháo thủ đấy. Nghe cũng hay ấy chứ nhỉ, nghe cũng quyến rũ ấy chứ. View đi ngu này, flex pháo thủ à? Đấy nhỉ. Đẹp hai này, đẹp hai. Lo hơi sợ flo tí nãy. Không sợ lắm ta. Phở lách pháo thủ à? Em muốn giữ voi. Sau này thắng là được bao nhiêu? 12 vàng à? Bán con 2 tê đi mua con voi à? Được em. Đấm. Ok. Này chắc không phải là mình rồi. Thậm chí mình bán luôn hai này đi mua con voi này, đỡ phải khóa. Pháo thủ cũng được, lâu lắm mình không làm trận nào pháo thủ. Hay đánh để cày đến top 1 nào đâu. Cày lên thách đấu lại đó nhỉ. Tại bây giờ mình chơi chậm một tuần ấy, một tuần trước mình làm TFT mà. Nên là không có, vẫn chưa lên thách đấu. Hơi buồn. Hay là lên thách đấu rồi thì tính nhỉ. Tùy em muốn xem clip top 1 hay em muốn xem clip vui vui. Quan trọng là em muốn thế nào thôi, chứ mình chiều được hết. Ok, có một con floor cầm cái này à. Chuyện thằng 3 đúng không? Chuyện thằng 3 phải không? Ám có thể bật ra đấy tạm được sao? Cái này... Shall I compare thee to a summer's day? Bây giờ ra một ngọc đại phát là mình xoay bài luôn này em. Ra một ngọc đại phát là mình xoay răng hắc ám luôn liền đấy. Không đùa được. Mình cũng chọn đội hình đâu mà đội hình chọn mình. Khỏe điên, khỏe điên. Không hề cố ý nhá anh em, đội hình nó chọn mình rồi.
bắt mình đánh rồi, mình không không thể nào chạy thoát được cái số phận của mình. Số phận nó đến thì phải đành phải chiều theo số phận thôi, khác được. Thì bán con này đi, như thế luôn, cho nó vuông. Đây là gọi là thích nghi môi trường anh em ơi, chạy theo số phận khác được. Anh phải vậy rồi, yếu nhớt nhỉ, lo mình đâu, à con mình đâu nhỉ, phải yếu lắm đâu. Mình có yếu gì đâu nhỉ, nô man các thứ không yếu đâu, không yếu đâu, trông cứ nhìn dễ thua kiểu gì ấy nhỉ. Rõ ràng là khỏe, anh em muốn gì đây, anh em muốn gì đây. Anh bị tín rồi, gì thay rồi. Mình có thể để con Violet và mình vào góc sâu sâu hơn, ok sâu thẳm tâm hồn hơn. Hai con voi rồi. Này nó là đội hình chọn người chứ không phải chứ không phải mình chọn đội hình đâu. Đồ 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 chọn kiểu trong Harry Potter là có gì nhỉ, đũa phép chọn phù thủy á, phù thủy không chọn đũa phép mà đũa phép chọn phù thủy nên cũng khác được phận đến. Phận nó đến mà. Nên luôn ông giữ cái bảo tàng chữ thắng nhỉ. Này nhập uy tín lắm. Bảo tàng chữ thắng mình gì anh em ơi. Rồi, con floor 2 luôn, điên rồ ghê. Bảo toàn được không em? Floor 2 trông điên quá. Trông điên quá à. Dễ là đi mà rồi. Ok, không đi được, ưu tiêu thì bụp ấy ra một pha đép kinh dị à, pha đép 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 kinh dị à, developer management luôn. Xuống 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 em đã quá đã thật chứ đẹp. Ok anh em ơi, pha đép ok đấy. Voi hai có lâu nhỉ, lâu cần cái bùng nổ đấy, nó cũng bùng nổ phết. Hãy có lời bạn nguyện, như lời ta đã hứa trước đây. Sau này chẳng ai biết trước tương lai sau này có gì. Chắc mà được chưa nhỉ? Hơi sớm. Đã hơi sớm. Thêm chút nữa nha anh. Ui, floor 2 nhiều floor thế gì đây? Mình deck kinh dị lắm rồi mà còn gặp người kinh dị hơn à? Vô đi phát chết hết luôn. Chả cứu. Floor điên quá, nhiều floor quá. Floor này chịu khó rồi. Gầm thổi được luôn này. Mấy thế thì khả năng là đúng không, cho bàn rung ta gì rồi đúng không?
Zeta. Thế thì tướng à? Xoay. Eo nhỉ? Không thích lắm bởi vì thực ra mình đang hơi khá là đầy đủ rồi. Eo cũng được thôi nhưng mà không thích lắm. Nhiều thương ấy nhỉ? Nhiều thương lại hơi lo. Thêm một tớ mình thêm một con thêm bốn hắc ám vào thôi, bỏ floor đi, bỏ thêm bỏ hai bán thần và hai bán thần và mình để một cái đồ này cho con kia, một cái đồ kia cho con Narcos. Narcos sẽ có khoảng 60 cộng 25, 85 mana là 5 mana và nó ulti được. Cái này dễ là đánh bán thần hoặc là hắc ám gì đó, dễ là bán thần, có thể bán thần được nhưng mà cần ngọc đại nữa, ngọc đại nữa mình đánh bán thần được rồi, ngôn ti được luôn. Azenka thì mình thường để Azenka 1 thôi, không có lý do gì lên Azenka 2 cả. Cái trận này may này, ra nó cót các thứ được này. Rồi, đấy. Tu lên hơi sớm, mình phải chờ một tí nữa. Tu lên hơi sớm anh em. Shall I compare thee to a summer's day? Thương mặt diu, bắt con Yon lên. Con này chắc thổi không chết ở đâu, nhưng mà bình thường mới phát nữa là chết. Là đúng con này đứng ở đây nó búp máu cho ông John, ghét không làm gì được. Lo xiên phát nhiều đam tí, ok không cứu được. Cứu được anh em này luôn luôn, ok con open 2 luôn. Cái này mình đem cho Azenka cũng được, nhưng mà con Azenka mình đang đứng dưới đang ok là mình sẽ để con Azenka đấy nhá, đứng dưới đất bút thêm mana. Bây giờ mình nếu mà ra thiếu ngọc đại và thiếu chi hồn nhỉ, chứ ok lắm, chưa dám cho bán thần nó. Nhưng bây giờ nguyên tố năm con, đang có 8 con rồng 5 con nên có là quát 2 rồi mình để eco lên 9, mình eco lên 9 thẳng luôn cũng được, hai con nắc cũng được uy tín, 8 con nắc rô tí đi anh em, đằng nào mình cũng cần tìm voi mà. Voi 6 con này em tranh nhau thế, trận này gì tranh nhau thế. Không hề cố ý luôn, thể mình không có một cái chút nào cố ý đi tìm cái con quái vật như thế cả, tất cả đều là tình cờ và bất ngờ đúng không anh em, à chỉ là một sự ngẫu nhiên. Thôi anh em ơi, không hề cố ý đâu, tình cờ và ngẫu nhiên hết luôn mà. Ôi giời, Zenka ulti quá xấu thế. Thì đẹp hơn mình sống rồi. Vàng cay nhỉ, mình mua tu lên 2 xong rồi cũng không dùng được, xong rồi nếu mà bán đi cũng chỉ có 5 vàng. Sẽ lựa chọn hơi tối tăm tí, bán xử một con này.
courage. This is the What is my target? What is my target? This I will be your eternal torment. Life is all just a mirage. Đây, hai nguồn đam nhìn uy tín hơn anh em. Một nguồn đam nhìn cũng chưa được an toàn nó lắm. Thua chắc là thua rồi. Không thì giết được con crack này. Dòng một không có chi hồn. Có thì vẫn còn 8 con. Cũng thua mới đây. Cái gì nhận đi ra đây. Hắn xử con kia mất rồi. Hắn xử con lau mất rồi. Có thằng nào cũng đánh bậy chưa có nguyên tố mà nó chưa có ngọc đại mà anh em. Này. Thôi. Ui thổi đẹp quá này. Nhiều đam nhỉ, cũng chưa chắc giết được mấy con này. Azenka ulti một phát là chôn sống hết tất cả này. Chết luôn. Ui sao nó vẫn còn. Này vẫn sống đi bộ tiếp vậy. Bán thần này. Chiêu chiêu hiếp lên voi 3. Có vẫn còn 8 con. Tìm nãy giờ vẫn còn 8 con. Thấy đâu nhỉ? Một ca chết nhanh quá. Lo đứng đây. Thì mình chắc vẫn phải nhân nhà này. Đây chỉ roll thôi mà. Chỉ roll tìm con nắp từ nãy giờ ấy mà không tìm được ấy. Chết luôn, không chết. Rồi nó xin mình luôn. 7 con nắp. Đâu nhỉ? Cát mình không có đồ thủ gì. Giờ thiếu truy hồn này, thiếu học đại, thiếu nhất vẫn truy hồn. Em nghĩ không tìm ra rồi, em mới cần nói Ico. Đã không tìm ra. Không tìm ra cái này thì mình tìm ra cái nọ thôi. Không sao hết. Quỳnh chán à. Mình cho là con cát mình xuống đáy nhỉ. Con cát mình xuống đáy an toàn hơn không? Năng là vậy đi. Ôi chết bà, bán con đấy tiếc ấy. Mình mua tiếc ấy. Milu. Cát 2, hôm nay chắc súng chơi kiểu sinh tồn nó. Ném thẻ sang sao rồi cho con cát hết rồi. Sinh tồn hết rồi anh em ơi. Bật chế độ sinh tồn hết rồi. Nhìn thấy hơi điêu cái quả mà mình không tìm ra con cát này. Không tìm ra là cà rốt nhỉ. Mình nghĩ khả năng chuyển sang góc bên này sẽ an toàn hơn. Đấy, cô từ từ. Mình không sống vội nên mình sẽ không lên con cát này sớm. À, bây giờ có hai bán thần nữa này. Bình tĩnh nhá. Mình đánh 3 đồ cho con Nakot được không nhỉ? Hai đồ cho Nakot không? Thế này hai đồ cho Nakot là đủ rồi này. Ilu. Mình cho Ilu vào giữa nhỉ? Ilu vào giữa rồi nó có thằng kia rồng vào góc đáy à? Mình muốn rồng để giữa thì sao? Rồng để giữa con cát Nakot.
cũng được ý, vẫn phải để đồ cho rồng. Đồ rồng, rồng thôi. Ừ, cho rồng thở luôn nhé. Chứ là ngọc đại. Đại, đại, đại. Hay con Nacot có hai bán thần nó cũng tuy được. Ừ, phải là ok. Là cái này cho con voi đi. Voi mình cần một tí ấy. Đưa lên là thần là con. Ta Diu bỏng tu len đi. Bắt chạy đánh nguyên tố nhỉ. Không, không có ngọc đại thì mình đánh nguyên tố đâu nhỉ. Illumia. Bây giờ tại vì mình đang thiếu truy hồn là mình thiếu ngọc đại, chứ mình cũng thiếu khá nhiều để mình đánh được con Illu ấy. Mình phải xoay sang nguyên tố đã được. Có xuống một công ty được một tín này. Có một giáp vào mệnh nhưng mà vẫn sống lại được. Mình thường rồi, con này chết rồi. Trận này gáy được chưa nhỉ? Đến giờ gáy được chưa nhỉ? Như trận hôm qua. Sáu thú à? Mấy nhà kia cũng căng, căng ấy thì chắc là gái ở đâu em ấy. Chưa gái ở đâu. Ông này mua con về này, để phòng. Diu ấy muốn mua một con về này, để phòng. Thêm một nữa chắc mình thêm con bán thần thôi, chứ không có gì đặc biệt. Xong mình để đồ kia sang 20-40. 40 cộng với là bán thần 35 là cũng uy tín rồi, con này đứng riêng nó cũng ulti được. Sẽ để đồ kia cho con Illu. Illu đứng búp 60 mana cũng được anh em. Chung cũng tạm tạm được, không cắt được sang bên kia, các bạn sang bên góc bên kia. Rồng mình sang rồng 1. Cắt xuống đâu rồi? Cắt xuống đáy bên kia rồi, crack hút nó luôn. Được. Sao con cát này đứng lại cạnh voi mình ấy. Phế rồi, không có gì. Có con voi cầm cái giáp gai này uy tín quá em ơi, gặp ba bạn đánh thú luôn. Máy thế của đấy ra ra các giáp gai. Bạn đánh thú này khóc luôn mà, nhất là bạn Yon này, bạn Yon này khóc luôn. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Mình đánh từ tốn quá nhỉ. Hôm sau mình lên cũng chả vội gì. Người gặp bạn Yon khóc khóc đúng không? Ok. Bây giờ mình gặp này bắn thẳng à? Bắn thẳng rồng mình sẽ có con voi. Ờ, thương bắt đáy hai đáy là mất con rồng. Bạn này thì không mất con rồng nhưng mà con cát đứng đây, con cát đứng sang bên kia. Bắt đáy, bắt con cát quay lại đây được không? Bắt được con rồng này. Bắt được con rồng, nó ăn CC luôn. Bạn này còn bị hôn nữa, đen thế. Bạn này còn bị nhà bản sao, bạn ấy hôn. Bản sao bị hôn rồi. Bản sao bị hôn. Này freeze là xong này. Đông cứng phát là xong này. Sao không đông cứng vậy? Sao không chết vậy? Không suy chuyển gì vậy? Anh em ai là gì thằng cu này đi anh em ấy. Ê nó xuống nó quẹt hết rồi. Thêm không nhỉ? Thế mình thêm con thêm nhỉ? Nhưng mà thêm con này thì khác gì không? Câu hỏi ở đây là nếu mà mình thêm con Illu này thì nó sẽ khác gì? Thêm con thêm cũng được cơ. Bây giờ nhá, con rồng mình là không cần đồ nữa rồi này. Con đồ này mình sẽ phải ném cho con Illu được rồi này. Illu sẽ có 40 mana, kẹp với cả 35 mana là 85 mà. Nếu mà có thêm một ngọc đại nữa thì 10 điểm uy tín chuyên cần luôn này. Rồng mình đứng cạnh lắc lắc, mình đứng cạnh Illu. Lắc mình đứng cạnh Illu à? Rồng vào giữa. Illu đứng cạnh, Nacot đứng đáy à? Nacot đứng đáy không yên tâm lắm nhỉ, mình muốn Nacot đứng giữa, Nacot đứng giữa thì rồng một bên, lắc một bên. Ngọc đại. Đang hơi phân vân một tí, bây giờ chắc chắn là không được thêm tướng rồi này.
tâm lặng đi. Bây giờ ông rồng chỉ cần đứng cạnh một trong hai con này thôi là được đúng không? Đúng rồi nhỉ, rồng đứng lại hai con kia thôi là được này. Con cắt nó mình lên một con cắt hai cũng được, con cắt nhảy này. Nhưng mà con cắt rồng nó ilu được không có chi hồn, cái cây được cái voi ilu không có chi hồn. Bù lại mình có con voi ba cũng khá là uy tín này, đép ok này. Rồi sao giết con quy bây giờ? Chém nó cũng chết. Sao giết con cắt này rồi? Bây giờ mình thêm được hai tướng nữa, mình bỏ bán thần đi thì cũng hơi tiếc. Bỏ bán thần đi là mất nhiều ấy. Mà bỏ bán thần luôn. Mình sẽ bỏ con Azenka ra, mình cho thêm con Lily vào thôi. Lấy nguyên tố cũng cũng được, nhưng mà mình cũng nghĩ mình sẽ lấy nguyên tố đâu. Mana thì nhiều quá rồi nhỉ. Gần thêm mana cũng gần. Nhiều quá rồi. Chỉ bỏ một con bán thần đi, mình cho thêm con thêm này vào được. Nhưng mà như thế này thì con rồng mình sẽ phải tự túc một tí. Hay mình để cái này đi, cho con rồng mình đỡ phải tự túc. À không, con này phải búp cả hai. Cái này nhá, thì con Ilu dẫn tới công ty được luôn này. Con rồng đánh thường một phát, Nakot của công ty được uy tín này. Thêm là một con Liliana vào kia nữa kìa. Tao lau đi này. Hết đi. Đúng không? Lily đúng không? Thêm là một con Hun Hit nữa. Khoái khoái. Rồng cũng không cần thêm con nữa đâu nhỉ. Mua về không? Không sao. Bây giờ mình cứ lấy máu đẻ người chứ mình cũng không có gì đặc sắc cả. Đang là lấy máu đẻ người thôi. Thì cho con Lily luôn cũng được. Đang lấy máu đẻ người thôi, Nakot thì thôi, Thên. Đang mình sẽ lên một con Thên trước. Thì cũng chỉ một con cát thôi nhỉ. Lên trước đi. Không có gì. Yon này, sao giết con Yon này? Rồng này. Yon này, con Yon này khi đứng bắn thưởng gặp con này cũng chết này. Không sống được lâu đâu. Bù lại con rồng mình không thổi được. Bây giờ sấy con voi này, sấy con voi. Ui, sấy điên. Má, sấy của điên rồi luôn. Chết, không chết con Yon này nhỉ. Tìm cách để Nakot vào con Yon đi anh. Đến cứu một tí. À, đi bớt đi cho mình. Mình đỡ áp lực được không? Đấy, đi à? Áp lực xếp tận hai người. Bây giờ mình gặp bạn kia đúng không? Thương chắc mình không có chi hồn ấy. Có chi hồn nó đã yên tâm hơn một tí rồi. Chi hồn nó đã yên tâm một tí thôi. Đấy con rồng này. Nó có xuống công ty này. Con cát nhảy được này. Cái bạn này không có gì. Nó chắc không có gì đâu nhỉ. Mình không có chi hồn, mình giết con cát này thôi. Ui, cũng cam go đấy, chết rồi. Ê, thật sự không làm gì luôn, mất chi hồn nó không. Không tìm cách nào giết được con cát luôn này. Đi luôn rồi. Chi hồn hết đấy. Này gặp bản sao thôi. Chứ ở đây tính toán đúng rồi nhỉ. Volcat mình xuống gặp mà Volcat mình con cát mình có voi nó mỹ nhất khống chế ra rồi nó cho ăn choáng. Ok vậy. Nhà này cũng không chi hồn sao nhà giết được Volcat mình nhỉ?
Justice reigns supreme. Every man needs a good gun. Nhà này John 3 chịu. 3 khó giết trong 3 này. Mình để Na Cót vào giữa. Cót xuống ulti. John 3 chết luôn. Bây giờ con John 3 mình phải sấy vào thẳng con voi luôn. Voi mình phải đứng thẳng mặt cho con John nó sấy. Nhưng mà dễ gặp quá. À không, không đến nhà khác. Dễ, mình phải sấy cũng chết. Ờ rồi, em không biết mình là đây kết thúc rồi. Không cách gì hơn nữa. Ờ đây là bên mình lên kết thúc rồi. Vậy thích cái chuyện thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.